Dạ, các em học sinh lớp 7 hôm nay chúng ta lại đến với ngôn ngữ văn tiết 3, 9, 18, 19. Đó là chủ đề nghị luận và giải thích. Thì với chủ đề này chúng ta sẽ tích hợp 3 bài này các em. Bài thứ nhất là tìm hiểu chung về phép lập luận và giải thích. Bài thứ hai là cách làm bài văn lập luận và giải thích. Và bài số 3 đó là luyện tập lập luận và giải thích. Thì theo như tinh thần giảm tải của Bộ Giáo dục có thì bài số 1, bài số 2 chúng ta sẽ tập trung vào phần trọng tâm, phần quan trọng của bài, đó là phần 1 la mã. Còn phần 2 la mã luyện tập thì khuyến khích học sinh tự làm. Còn đối với bài số 3 thì cả bài này Bộ Giáo dục đã giảm tải bằng cách là khuyến khích học sinh tự làm tự học các em. Mặc dù có giảm tải nhưng mà trong quá trình dạy một chút nữa cô sẽ hướng dẫn cho chúng ta sơ lược về cái cách làm. Rồi chúng ta sẽ đi vào nội dung bài thứ nhất ha. Rồi chúng ta sẽ đi tìm hiểu phần A lớp. Bài đầu tiên đó là tìm hiểu chung về phép lập luận giải thích. Chúng ta sẽ đi vào một la mã ha, đó là mục đích và phương pháp giải thích. Các em mở sách giáo khoa trang 69 ra ha. Thì ở đây phần số 1 nhỏ, trong đời sống những khi nào ta cần được giải thích, hãy nêu một số câu hỏi về nhu cầu giải thích hàng ngày. Ví dụ như là vì sao lại có nguyệt thực, hoặc là bên cạnh đó chúng ta còn có gì vậy hả? Chúng ta còn có nhu cầu giải thích như là gì? Tại sao lá cây có màu xanh? Tại sao có hiện tượng lũ lụt, xói mòn, giông bão, hoặc là núi lửa phun trào, hoặc là dung nham, hoặc là động đất gì đó theo vân vân, rất là nhiều những cái vấn đề chúng ta cần có nhu cầu giải thích hàng ngày. Đây, bên cạnh đó chúng ta có câu hỏi là tại sao lại có mưa? À thì mưa từ đâu mà có? Chúng ta nhìn lên màn hình để xem lý giải, mà đây cũng không cần phải đọc ha. Hoặc là bên cạnh đó, hoặc là chúng ta muốn lý giải vì sao nước biển lại mặn? À thì chúng ta nhìn lên màn hình cũng có câu trả lời chúng ta ha. Rồi thì để giải thích được những vấn đề trong đời sống chúng ta sẽ đúc kết lại bằng cái ghi nhớ trang 71, cái phần chấm đen thứ nhất. Các em ghi vào vở bài học của mình để học ha. Trong đời sống giải thích là làm cho hiểu rõ những điều chưa biết trong mọi lĩnh vực. Rồi chúng ta sẽ sang phần số 2 nhỏ trang 70. Đó là những vấn đề cần giải thích trong văn nghị luận. Thì đầu tiên cô có những câu hỏi cho các em ha. Trung thực là gì? Người sống trung thực sẽ nhận được những điều gì? Thì giải thích sao các em? Trung thực là gì đây? À, trung thực là tôn trọng sự thật, tôn trọng lẽ phải, chân lý, tôn trọng cái đúng ha, cái chân chính. Rồi người sống trung thực sẽ được mọi người yêu quý, kính trọng và nể nang hơn. Rồi chúng ta sang phần số 3 nhỏ, cũng trang 70. Các em đọc trước ở nhà văn bản lòng khiêm tốn nha. Dạy học online thì được cô không có đọc những cái đoạn nó dài là sẽ mất thời gian. Chúng ta về nhà đọc trước cái văn bản này và xem nghiên cứu các câu hỏi ở trang 71. Chúng ta sẽ giải quyết những câu. Rồi câu A là bài văn giải thích vấn đề gì và giải thích như thế nào. Thì đầu tiên chúng ta cũng sẽ đi tìm phần bố cục của bài văn. Thì phần mở bài á, chúng ta làm phần đoạn 1, nêu vấn đề cần giải thích về lòng khiêm tốn. Còn phần thân bài ở đoạn 2, 3, 4, 5, 6 thì là phần thân bài lập luận để hiểu thế nào là lòng khiêm tốn. Và chúng ta cũng phải giải thích khiêm tốn là gì, biểu hiện của lòng khiêm tốn, rồi lý do con người cần khiêm tốn và tầm quan trọng của khiêm tốn như thế nào. Rồi kết bài ở đoạn 7, kết thúc lại vấn đề. Khẳng định khiêm tốn là một điều không thể thiếu cho những người muốn thành công trên đường đời. Rồi đây là bố cục của văn bản. Rồi chúng ta sẽ trả lời câu B nha các em. Đó là câu nêu định nghĩa. Rồi chúng ta có những câu nêu định nghĩa sau đây. Thứ nhất là lòng khiêm tốn có thể được coi là một bản tính cho đến là với sự vật.
Con điều định nghĩa thứ hai là khiêm tốn là đứng nhã nhặn, cho nên là không ngừng học hỏi. Câu điều định nghĩa thứ ba là khiêm tốn là thường hay tự cho mình là kém, cho nên là nhiều khiêm nữa. Câu thứ tư là khiêm tốn là con người hoàn toàn biết mình, ba chấm cho đến là đối với mọi người. Thì những câu nêu định nghĩa này cũng là một trong những cách để giải thích vấn đề, vì nó trả lời cho câu hỏi khiêm tốn là gì. Để chúng ta đi vào vở bài. Rồi, câu C là biểu hiện của khiêm tốn. Biểu hiện của khiêm tốn là nhã nhặn nè, nhún nhường nè, luôn hướng về phía tiến bộ nè, tự khép mình vào khuôn khước, không ngừng học hỏi, không ngừng trao dồi kiến thức và bản thân của mình. Đây là biểu hiện của khiêm tốn. Còn đối lập với khiêm tốn là gì? Đây có là sự khoe khoang nè, tự đề cao giá trị của mình, tự tăng bốc cái bản thân của mình lên, lúc nào cũng cảm thấy mình là giỏi, là cao, là lớn hơn người khác. Rồi, những biểu hiện của khiêm tốn cũng là một trong những cách để chúng ta giải thích nha. Vì đó là thủ pháp nghệ thuật đối lập nữa là tăng thêm giá trị cho lòng khiêm tốn. Chúng ta đi vào mở bài hỏi ha. Rồi, câu D. Chỉ ra cái lợi của khiêm tốn. Thì khiêm tốn là đức tính tốt, nên được mọi người yêu quý và giúp đỡ. Còn cái hại của không khiêm tốn đó là đức tính xấu ha, nên bị mọi người xa lánh. Nguyên nhân của thói không khiêm tốn là do mọi người quá tự đề cao bản thân của mình, cho rằng thành tích của mình là quá mỹ mãn, là quá vượt trội. Là học sinh thì chúng ta cũng nên có lòng khiêm tốn nha các em, để chúng ta gì là tự trao dồi bản thân của mình, tự học để ngày càng chúng ta tiến bộ hơn. Rồi, thì cái lợi của khiêm tốn cũng được coi là nội dung để giải thích. Trả lời cho câu hỏi sao thế nào là lập luận giải thích, thì chúng ta rút ra được những ý sao. Lập luận giải thích là dùng lý lẽ có thể kèm theo dẫn chứng để giải thích, phân tích một khái niệm hay một nhận định nào đó về tư tưởng, đạo lý, phẩm chất, quan hệ nhằm làm cho người đọc hiểu rõ nội dung ý nghĩa của khái niệm hay nhận định ấy, từ đó nâng cao nhận thức, hạn trí tuệ và bồi dưỡng tư tưởng, tình cảm cho con người. Thì đây là lập luận giải thích nha. Các em ghi vào vở bài học. Rồi, chúng ta sẽ đúc kết lại bằng cái ghi nhớ sách giáo khoa cho năm 71. Mặc dù cái ghi nhớ này cô đã rút ngắn vài chữ lại rồi, nhưng mà cơ bản là chúng ta vẫn ghi qua sách giáo khoa cho năm 71 nha. Ghi học để sau này chúng ta có kiến thức để chúng ta vận dụng vào bài tập hoặc là các bài kiểm tra, các bài thi cử gì đó. Rồi, như lúc trước, như đầu cái đầu bài, cái chủ đề cô đã có khái quát hết cái phần diễn tải rồi, thì phần hai là mã luyện tập khiến các học sinh tự làm. Thì ở bài tập một cô cũng đã có hướng dẫn cho chúng ta về nhà làm với văn bản là lòng nhân đạo. Thì dựa vào cái bài tập trên màn hình đấy, chúng ta sẽ làm theo và về nhà tự nghiên cứu thêm. Rồi chúng ta sẽ đến với bài thứ hai các em B nữa. Cách làm bài văn lập luận giải thích. Bài này rất là quan trọng để áp dụng cho chúng ta vào bài viết tập luận văn số 5, số 6 và bài thi các em. Các em nhớ chú ý nha. Rồi, chúng ta đi vào phần 1 là mã các bước làm bài văn lập luận giải thích. Rồi, người ta sẽ cho mình cái đề trong sách giáo khoa trang 84. Đề như sau: Nhân dân ba có câu tục ngữ đi một ngày đàn, học một sàn khôn. Hãy giải thích nội dung câu tục ngữ đó. Rồi trả lời cho cô câu hỏi sau: với đề văn đã cho, em sẽ thực hiện như thế nào? Rồi chúng ta sẽ đi vào phần một nhỏ, tìm hiểu đề và tìm ý sách giáo khoa trang 84. Thứ nhất là kiểu nội, đó là lập luận giải thích. Thứ hai là vấn đề cần giải thích. Đi một ngày đàn, học một sàn khôn.
và yêu cầu bé Lạc làm sáng tỏ câu tục ngữ, giải thích nhiều mặt của vấn đề và nghĩa đen của câu tục ngữ là gì, và nghĩa bóng của câu tục ngữ, và nghĩa sâu xa của nó. Nhớ là liên hệ với các câu ca dao tục ngữ thành ngữ có liên quan đến vấn đề. Rồi, đây là phần một giả nghe tình chủ đề tình lý ha. À, sau khi tìm hiểu phần tìm hiểu đề và tình lý xong, chúng ta sẽ sang phần số 2 nhỏ, đó là lập dàn bài. Thì trước khi lập dàn bài, trả lời cho cô câu hỏi sau. Với các ý đã tìm được, em sẽ đưa vào bài, vào dàn bài như. Rồi chúng ta sẽ có phần dàn bài ha. Hai nhỏ lập dàn bài. Mở bài chúng ta phải giới thiệu được câu tục ngữ với ý nghĩa sâu xa, là đúc kết kinh nghiệm ở những khát vọng đi nhiều nơi để mở rộng hiểu biết. Phần B, phần thân bài là triển khai việc giải thích. Chúng ta phải giải thích ba nghĩa ha, nghĩa đen, nghĩa bóng và nghĩa sâu. Là nghĩa đen là đi một ngày đàn, là nghĩa là gì, rồi một sàn khôn là gì, nghĩa bóng là đi dây đó thì mở rộng tầm hiểu biết. Khôn ngoan từng trải, nghĩa sâu là khát vọng của người nông dân xưa muốn mở rộng tầm hiểu biết của mình. Nhớ là phải có liên hệ với các em, với lại như là hoặc là liên hệ với những câu ca dao tục ngữ thành ngữ khác, như là đi một bữa vợ, học một mớ khôn, hoặc là câu đi cho biết đó biết đây, ở nhà có nhà biết hè nào khôn, hoặc là những câu tương tự có nội dung tương tự nha. Rồi phần C nhỏ đó là phần kết bài. Câu tục ngữ xưa vẫn còn ý nghĩa cho đến ngày hôm nay. Rồi phần mở bài những thanh liêu vấn đề cần giải thích, giới thiệu câu tôi thích giảng như nào. Rồi phần thân bài là giải nghĩa các khái niệm, các từ ngữ khó trong câu trích của vấn đề, và chúng ta lần lượt giải thích từng nội dung thần khía cạnh bằng cách dùng lý lẽ trả lời các câu hỏi. Rồi, phần kết bài là chúng ta khẳng định ý nghĩa bằng quan trọng tác dụng của vấn đề, nêu ra cái suy nghĩ của bản thân mình. Là phần số 2 nhỏ lập dàn bài, trang số 2, trang 68 có phần ghi nhớ, chúng ta tiếp phần ghi nhớ này vào và chúng ta học thuộc ghi nhớ như thế này. Rồi, phần thứ 3, bước thứ 3 này là chúng ta viết. Rồi, viết bài chúng ta viết từng đoạn, các đoạn trong bài phải liên kết chặt chẽ qua các hình thức chuyển tiếp nè, phải đồng hướng về và liên kết với nhau, đảm bảo sự thống nhất với nhau ha, không phân tích giảng chứng nè, chỉ đưa ra như một vẻ thoáng qua nè, chỉ gợi mà thôi, mà ngôn từ sắc sảo ra lý lẽ phải khúc bén, mà câu văn phải khúc chiết nè, là mạch lạc ha, phải rõ ràng nè. Lời bước thứ tư đó là đọc lại và sửa chữa. Là phần lý thuyết chúng ta sẽ đúc kết lại bằng ghi nhớ sách giáo khoa 2016 với các em. Rồi phần 2 là mã luyện tập thứ nhất học sinh tự làm. Thì về nhà chúng ta tự làm, với là hãy tự viết thêm những cách kết bài khác cho đề bài trên. Rồi chúng ta sẽ đi sang phần phần 3, đó là C lớp luyện tập lập luận giải thích bài số 3 nha. Rồi, người ta sẽ cho mình cái đề: một nhà văn có nói sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người, hãy giải thích nội dung câu nói đó. Thì bài này là giảng tải bộ giáo dục được kiến thức học sinh khá là tự làm tự học nha. Rồi, nhưng mà cô cũng sẽ hướng dẫn sơ qua cho chúng ta dễ học. Đầu tiên chúng ta cũng sẽ đi tìm hiểu đề và tìm ý. Rồi, A là tìm hiểu đề, đó là vấn đề giải thích là cách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người. Rồi phần B là phần tìm ý, chúng ta tìm ý như sau: ngọn đèn sáng bất diệt là như thế nào, vì sao nó rất là ngọn đèn sáng bất diệt,
người vì sao nóng nghe đến sắc, người ta luôn nghĩ đến trí tuệ con người. Tìm ví dụ cho thấy sắc là chính tự bất diệt nè. Câu nói có phải là tôn vinh căn ở giới hiểu sắc hay không? Tìm câu nói khác để hiểu sâu vấn đề tình cảm thái độ của con người đối với sắc. Chúng ta sẽ tìm những ý nghĩa này để chúng ta giải thích cho vấn đề. Sách chứa đựng trí tuệ của con người, và sách là ngọn đèn sáng chiếu sâu nhằn sâu tận ở lưng con người, ra khỏi chỗ tối tăm. Và sách là ngọn đèn sáng bất diệt không bao giờ tắt. Vì sao chúng ta phải giải thích được nha? Sách ghi lại những hiểu biết của con người, và những hiểu biết ấy không chỉ có ích cho một thời mà còn có ích cho muôn đời. Làm như thế nào thì chúng ta phải là chăm đọc sách nè ha, rồi là chọn sách để đọc, và phần C đó là phần kết bài. Kết bài thì chúng ta khẳng định lại nội dung của câu nói và nhớ là có liên hệ. Rồi bước thứ ba là chúng ta viết bài nha. Rồi sau đây cô sẽ leo khăn ra nhóm nha, để chúng ta về viết bài khi mà vào và học tập trung nhé. Có thời gian rảnh thì các em đọc để cô chỉnh sửa lại phép nha. Nhóm 1, chúng ta tự chọn nhóm cho mình nha. Nhóm 1, mở bài và kết bài, viết cho cô một mỗi đẳng nha. Nhóm 1, mở bài và kết bài. Nhóm 2 thì đoạn 1 phần thân bài. Còn nhóm 3 là đoạn 2 phần thân bài. Còn nhóm 4 là đoạn 3 phần thân bài. Ở đây cô có những cái cách mở bài, thân bài, kết bài để chúng ta tham khảo nha. Tuy nhiên mỗi em thì có sự tư duy và có cái khả năng sáng tạo viết văn khác nhau. Vì đó mỗi em sẽ viết cho mình một cái sản phẩm khác nhau, không nhất thiết phải giống như cô à. Bài tham khảo của cô để cho chúng ta là tham khảo về cái hình thức cũng như là về nội dung, chứ không bắt buộc chúng ta phải làm giống như cô. Rồi phần mở bài chúng ta tự động nha. Rồi phần thân bài. Rồi, lập dàn ý, tìm chủ đề và tìm ý, lập dàn ý, viết bài xong. Chúng ta sẽ sang phần bước thứ tư là đọc và sửa chữa. Rồi, sau đây tôi sẽ hướng dẫn học ở nhà. Đầu tiên, chúng ta sẽ xem lại nội dung bài học và thực hiện phần luyện tập cho cô. Nhớ là chép bài đầy đủ, học bài đầy đủ ha. Và làm bài tập không sót bài nào cả, để chúng ta gì có nhiều kiến thức, học càng nhiều thì có nhiều kiến thức, mà làm bài tập càng nhiều chúng ta sẽ có kinh nghiệm cũng như là có kiến thức để chúng ta áp dụng cho thi và kiểm tra. Rồi tiếp theo là soạn cho cô cái bài liệt kê trả lời tất cả các câu hỏi trong sách giáo khoa và xem trước ghi nhớ. Bài học đến đây là kết thúc. Một chút các em học tốt nha. Rồi chào tạm biệt, hẹn nghe các em mở tiết học. Rồi.